Hi mọi người. Xin chào, được quay trở lại với channel. Vậy là đây là channel kênh. Chắc là vậy. Channel không nên gì ta. Chắc là channel. Tại vì cái này mình thấy nó cũng đơn giản thôi, nó không có gì quá ghê gớm mà để làm nên thông năng gì. Đây là một cái quán mà mình vô tình phát hiện ở trên Facebook, là ở đây nghe bảo là có cháo trắng 1-2 ngàn, xong rồi mấy miếng khô nhỏ nhỏ rồi còn có ruột vịt. Mà bạn không nghe nhầm đâu, 1-2 ngàn, 1-2 ngàn một món. Một người tin được không? Một chén cháo này có 1 ngàn thôi đó. Trời ơi, thì bây giờ gửi xe là 3 ngàn, 5 ngàn rồi, không có dụng 1 ngàn chưa, đâu. Chưa, tôi thấy một cái món ăn nào mà có 1-2 ngàn, 2 ngàn luôn á. Lâu lắm rồi. Tính ra là nếu mà cái này là 1 ngàn nha, còn 2 ngàn là đầy tới đây. Trời ơi, má ơi. Và đây là cháo trắng ăn kèm với lại dưa muối và trứng vịt muối. Và đây là món ăn phụ đúng không? Ừ. Tính ra ở đây giống như là buffet cháo, buffet cháo trắng. Cháo trắng thì rất là rẻ, mọi thứ xung quanh thì nó cũng rẻ, nhưng mà nó mắc hơn tí. Nope. 35 nha, không phải là 35 cộng 28 đâu nha. 35 nghìn. Ủa, tôi có một tí tức luôn á. Tôi rất là tức, rất là bực mình luôn á. Tại sao ăn một cái bữa ăn như này mà có 35 ngàn thôi. Ăn ngon như vậy mà có 35 ngàn thôi. Ừ, không. Bình thường Duy ăn một mình Duy ăn là 80 ngàn rồi. Tại vì á, khô các bạn có thấy là khô 5 ngàn, 15 ngàn, 50 ngàn. Rẻ nói chung. Thật sự là nó giống như kiểu như là sinh viên với lại những người mà người ta lao động ấy. Cô không ăn được mắm cho nên cô ăn trứng vịt muối. Các bạn qua những cái khu người Hoa thì các bạn sẽ thấy những cái món này rất là nhiều. Cháo trắng, hồ vịt muối, trứng chim mắc thảo, rồi cải xá máu này nọ. Nhưng mà đây mình khá là hay là có đồ, có khô nướng với lại có tắp mỡ. Tới thấy tắp mỡ là phải kêu liền. Đây nè, với lại có lòng vịt nữa. Không, cái đó là ruột vịt. Ruột vịt, vịt. Không ai gọi lòng hết. Ăn nó giống lạp xưởng. Ừ, đúng đúng đúng. Chết rồi, mày đâu ăn được lạp xưởng không? Ừ, nhưng mà nó ngon hơn, nó dai hơn. Còn lạp xưởng thì nó hơi bở. Tới ăn cái này lắm luôn á. Ôi lạ quá, lần trên ra ăn này. Ngon á. Hồi đó tôi cũng không biết là có để ý gì, mà sau hồi đó tao ăn tao nhớ có một cái ký ức là tao ăn ruột vịt với bạn tao, ba đứa có 5 ngàn một miếng à, với là bánh tráng nướng cũng có 5 ngàn một cái bánh tráng thôi, tụi tao ăn hết gần 200 ngàn. Ăn dữ chà, ngồi bao nhiêu cơm gạo thì để đi ăn vặt này. Thật sự trùng hợp, bởi vì hôm nay đúng là một cái ngày mà Chi với Giang vừa mới quay bụng hôm đấy xong, đang kiểu đang rất là mệt ấy, rất là sụt sùi, thì hôm nay lại đi ăn cháo trắng. Ờ đúng rồi hả, hợp lý hả? Nhân cái mỡ ngon quá, giòn giòn, rất bớp, rất bớp. Một cái bánh mình ngồi mình ăn hết nửa cái rồi mình bắt đầu mình quay. Mà tấm mỡ ở đây á, là chia ra từng bánh nhỏ nha, rất là vừa ăn, kiểu một người ăn một miếng vậy là vừa. Xong rồi nướng lên cho nó nóng nữa. Ăn kèm với lại dưa chua và có thể chọn me hoặc là tương ớt. Quán cháo trắng này là nằm ở số là 221-10 Phạm Văn Khỏe. Phạm Văn Khỏe. Quận, phường 5. Phường 5, quận 6. Các bạn nhớ là phường 5 nha. Cái đường này nó khác với lại luân thường đạo lý mọi người ạ. Rất là bình thường là một bên số chẵn, một bên số lẻ. Còn đường này tức là một hướng luôn, là từ A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 là trên một hướng luôn. Ừ, nhưng mà bên đây nó vẫn là số chẵn. Bên kia vẫn là số chẵn, ừ. Trời ơi, kiểu nó ngang ngược lắm luôn á. Và thật sự là lúc nãy bọn mình đi tìm được một cái số y chang như này của Phan Văn Khỏe. Nhưng mà nó lại là phường... Phường 2, mà nó là 221B. Ừ, đây là các bạn tới đây á, là nhớ là phường 5, quận 6 nha. Khô này có 15 ngàn miếng, 15 ngàn. Thế đến ra đây là một cái quán nó rất là bình dân luôn. Rất là hay ha. Như kiểu buổi chiều mát mát á, kiểu buồn miệng ra đây ngồi ăn nhâm nhi đồ nướng. Đây là cái món phải nói rất là dân dã luôn á, cực kỳ dân dã luôn. Một cái style ở quán này là những cái đồ này bình thường là mình sẽ uống bia, mình sẽ nhậu, nhưng mà ở đây là chỉ bán trà đá thôi. Đúng lắm á, ăn cháo trắng á. Chính xác hoàn toàn là cháo trắng thôi nha, chứ không phải là cháo trắng lá dứa hay là cháo trắng mắm gì đâu. Cháo trắng thơm dặn mà ngon mà. Tại vì biết sao không? Tại bình thường mình hay ăn những cái kiểu như là đậu sơn hào ái vị hương này hương kia. Thôi, rất là ngon. Thôi ngon thiệt sự luôn ấy, cảm thấy là wow, tuổi thơ đang trở lại. Thật sự là hôm nay kiểu đang có một chút là đang bệnh trong người á, xong rồi ăn bát này thấy tỉnh hẳn, giống như là kiểu bát cháo hoài thì nở. Mà biết sao hôm nay giờ Chi hơi khàn khàn giọng không, là Chi mới chích hóc môn. Chi mới chích hóc môn nên nó hơi khàn. Mấy tập sau là Chi giặt mặt nha. Đồ ăn ngàn cái cũng tầm 10 ngàn, mười mấy ngàn. Nói chung ăn khô thì nó mắc, nhưng mà mấy cái kia thì nó rẻ. Nói chung thì đây là một cái quán cũng bán rất là lâu rồi, cỡ 20 năm rồi, nhưng mà đời, nhưng cái đó là mới đời này thôi nha, đời trước nữa là phải 50 năm. Cộng là 50 năm á, rất là lâu. Nói chung là cũng, đồ ăn thì cũng bình thường, nhưng mà có rất là ngon, rất là giản dị, theo đúng kiểu là đường Việt Nam, đường phố. Thật sự là bây giờ nếu mà kiếm được những cái quán như này á thì rất là khó. Ừ. Thế nhớ như là thầy cũng là nếu như mà buổi chiều mà tao mà ở đây chắc tao ăn hoài luôn á, thử á. Ừ.
Tao thấy rẻ mà ngon nữa, đỡ mập. Nhà tao ở đây là hôm nào tao uống rượu, rượu tụi bay qua bao anh chắc không? Chắc. Ok, chuyển nhà mới đưa ơi. Rồi đó, nói chung là như vậy thôi thì rất là rẻ. Đây là một cái bữa ăn rất là rẻ mà rất là hay luôn, mà kiểu như là nó đã bị gần như là bị lưu lạc, thất lạc ở văn hóa ăn uống Sài Gòn rồi. Chú ơi, ở đây bán từ 5 giờ đúng không chú? Ở đây bán từ mấy giờ ạ? 4 giờ. 4 giờ bắt đầu bán rồi. Và cái quán này á sẽ bắt đầu bán từ khoảng 4 giờ chiều cho đến tối, thì 7 năm. 4 giờ chiều cho đến khoảng 9 giờ 9 rưỡi tối là bắt đầu dọn. Thì các bạn muốn tới thì tới vào tập chiều tối là đẹp nhất. Mát mẻ nữa. Đó. Và hy vọng là clip hôm nay bọn mình mang đến cho các bạn thì sẽ có thêm cho các bạn những cái gợi ý nữa, nhưng mà các bạn có đến quận 6 hoặc là có muốn tìm về tuổi thơ thì có thể đến đây ăn thử. Ngon quá. Hồi nãy là tính là lấy thưởng chén cháo ăn thôi, cuối cùng giờ mình ăn hết cha nó một chén. Anh vui lắm ấy. Con tiếng chứ, con tiếng ở trong đó. Rồi thôi đó, bye mọi người, nhớ like, share, subscribe kênh cho tụi mình nha. Bye bye, bye. Hẹn gặp lại trong những video lần sau.